Đây là không khí chuẩn bị phát quà từ thiện rồi mọi người ơi. Bà con đang chuẩn bị cầm phiếu phát quà rồi mọi người. Gồm gạo nè, mì ba mì và một cái phong bì nữa mọi người. Dồn gạo ra trước đi Lộc ơi. Rồi đi tới đi, sao vậy em đứng quà vậy? Kiểm kỹ nghe, thiếu là chết nha. Rồi
Cái phiếu xé dựng cái đi. Xé phiếu. Rồi đi thẳng ra luôn đi. Tiếp đi. Nè một phiếu nè. Đi tới đi. Nè 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 lắp có. Mà sao lấy phiếu mà không cho lấy gạo uống hoài nhá, ngã cái đường của người ta. Rồi đi ra đường bên đó luôn, đường 1 thôi. Rất là đông mọi người ơi. Cô ba ơi. Cô ba. Đi vô chút phát quà. Cái trong bài danh dự của đó đi, lại là bây giờ.